Em làm việc với anh Jason thì em thấy anh Jason là một người rất là tài năng. Và hồi nãy thì em có được xem sơ qua cái bảng xếp hạng. Và em nghĩ là cái tài năng đó vẫn cần được mọi người công nhận được nhiều hơn. Em thấy không công bằng với em. Tại sao không công bằng với em? Tại vì tất cả những đội trưởng đi ra đều khen thành viên là người này rất là tài năng, có tất cả mọi thứ. Nhưng mà đến em toàn là đấy. Tú à, em biết không? Họ chỉ nói những điều họ nghĩ thôi. Hai dòng trước anh gáy nhiều quá. Anh gáy nhưng mà anh không có kết quả. Cái dòng này anh vẫn gáy cho em, nhưng mà nó sẽ có kết quả. Ok. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Tại sao họ đứng đây? Vì họ có chung lựa chọn là Jason. Ở vòng trước thì em đã có cơ hội làm việc với Jason rồi, thì em cũng thấy là hai anh em là ngày xưa học chung một lớp, cũng đã chơi với nhau từ hồi còn sinh viên rồi. Vừa xong thì làm việc cùng thì em thấy Jason là một người rất là có tư duy về concept, về sân khấu. Mà tình cờ thì team em chỉ đang thiếu đúng cái vị trí ấy thôi. Em làm việc với anh Jason thì em thấy anh Jason là một người rất là tài năng. Và hồi nãy thì em có được xem sơ qua cái bảng xếp hạng. Và em nghĩ là cái tài năng đó vẫn cần được mọi người công nhận được nhiều hơn. Nghe touching quá ha. Mời Jason hãy tiến về ôm đội trưởng mà bạn muốn tiếp tục. Thật ra trong cái list 6 đội trưởng mà em đã thấy thì có 4 người mà em đã từng làm việc rồi. Thì chỉ còn 2 đội trưởng là em chưa có cơ hội làm việc. Mà thật sự thì làm việc với Quân và Hiếu xong thì em đã học được rất nhiều điều. Và em cũng muốn học tiếp, muốn làm việc với những người mới. Ok. Và đó là là anh Isaac. Đã chọn anh Isaac. Là lên phà luôn. Thưa quý vị, Jason chọn Isaac. Và Hiếu và Quân đều su, thưa quý vị. Rồi, ra đảo gặp nhau rồi, vui mà. Sao tôi chọn là đen vậy? Cũng xem. Lên luôn. Xem chiều cao, sao chết rồi, sao tôi nghĩ là bé này nó lùn hơn tôi. Sao Atut ạ? Em thấy không công bằng với em. Tại sao không công bằng với em? Tại vì tất cả những đội trưởng đi ra đều khen thành viên là người này rất là tài năng, có tất cả mọi thứ. Nhưng mà đến em toàn là đấy. Tú à, em biết không? Họ chỉ nói những điều họ nghĩ thôi. Anh cảm ơn Hiếu đã chọn anh. Hai dòng trước anh gáy nhiều quá. Anh gáy nhưng mà anh không có kết quả. Cái dòng này anh vẫn gáy cho em, nhưng mà nó sẽ có kết quả. Ok. Mình nhìn lại, mình mới biết mình nói là Hiếu thì sao mà nó tính toán thông minh quá. Hiếu đang muốn cho chương trình thấy được thế nào gọi là một boy band toàn cầu đỉnh cao, toàn cầu thế giới. Đến giờ này thì chúng ta đã nhận thấy là anh trai Hiếu thứ hai của chúng ta có hai sự lựa chọn trùng khớp và một sự lựa chọn không trùng khớp. Về lý thì anh ta đã hết lượt rồi. Vì sao tôi vẫn phải đứng đây để hỏi? Bởi vì thưa quý vị, cái gọi là bạn thân, để giúp cho mọi người biết. Dạ. Bạn muốn về với đội trưởng nào? Tại vì thật ra là em làm việc với anh Isaac em cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc. Em cảm thấy được tình yêu trong đó. Anh ấy không nghĩ như vậy. Dạ thì đó là lý do tại sao em không chọn nữa. Thì sau đó thì em có nghĩ tới em vào chương trình này em chưa được làm việc với những người anh em của em, đó chính là Hiếu thứ hai ạ. Dạ. Và chính vì điều đó cho nên Hiếu thứ hai đã tạt một gáo nước lạnh vào mặt em. Và đưa một con thuyền ship em thẳng về đảo. Tuyệt vời, trời ơi. Lên ta. Yeah. Ta đợi em ơi. Nè Gip không trùng khớp. Thôi không sao, không trời sao ơi. Vẫn còn cơ hội. Ta đợi. Thấy Nagip tụt hạng nhiều quá. Cũng muốn gọi là cứu vớt cuộc đời của Nagip. Nhưng mà mình nghĩ lại là thôi cứu tới đây là đủ rồi. Tuyệt vời. Thôi đừng có buồn, ráng qua được dòng này đi, coi chừng bị loại. Thưa quý vị, như vậy là Hiếu thứ hai có hai sự lựa chọn trùng khớp là anh Tú và Eric. Và sự lựa chọn thứ ba là Jason không trùng khớp. Cho nên mời bạn về với đồng đội của mình. Dạ. Còn lại hai người là Pháp Kiều và Quang Hùng Master D. Hai bạn là lựa chọn của Quân AP. Wow. Cho tôi biết Pháp Kiều và Quang Hùng mạnh như thế nào trong lòng bạn? Cung công chúa lăng nhăng thì với em thì là một người rất là mạnh.
em muốn gửi gắm Kiều nhất trong cái vòng này ấy, chính là Petro Dan. Ừ. Nếu mà để Pháp Kiều mà ở trong một cái vai đàn ông nhảy với cả một nữ dancer thì sẽ là một cái rất là bất ngờ cho khán giả. Chấn động. Yeah. Lần trước Pháp Kiều nó có rờ mặt cô gái dancer nhìn rất đó, lâu. Xong rồi kiểu mấy cái động tác rất là kiểu nhìn rất là kiểu... Em táo bạo đấy, anh thấy em táo bạo đấy. Yeah. Yeah. Pháp Kiều, cho anh biết lựa chọn đội trưởng ước mơ trong lòng bạn là... Lựa chọn của em là... Anh... Isaac. Isaac. Em thì nhảy cũng đâu có hơn gì anh đâu. Đâu có hơn gì anh đâu. Cũng rất là xin lỗi anh Quân AP. Em nghĩ là cái sự an toàn cho bản thân của em trước. Rất đáng tiếc. Mời em ra đảo. Thấy chưa? Đối xử tệ với biết bao nhiêu người. À, đợi em ơi, lẹ nè. Anh mong muốn em nhảy nhưng mà em mong muốn ảnh nhảy. Mặc dù rất là thích cái phần biểu diễn của Kiều trong Hào Quang, nhưng mà Isaac nghĩ rằng là chưa phải gọi là cái lúc. Một cỗ máy nhảy nữa hả? Phà đợi, phà đợi. Mọi người ơi, gọi giúp em cái phà rồi nhá. Bảo phà đến nơi. Ok, phà sẽ đợi em. Hy vọng cuối cùng của Quân AP, Quang Hùng Master D, nguyện vọng của bạn, đội trưởng là ai? Dạ, thật ra thì Quang AP là một người mà em rất là thích. Tại vì giọng bạn ấy rất là hay. Thêm một cái nữa là bạn ấy có những cái mà trước đây em cũng biết tới bạn ấy đi lên như thế nào và hát như thế nào. Nhưng mà... nhưng là thấy nhưng mà trong mơ của em thì trong mơ của em đó là rider, tại vì em vẫn còn những cái điều dang dở chưa làm. Ôi anh ơi, em rất là tiếc vì điều dang dở của em cho nên Quân AP dang dở luôn. Quân AP là đội trưởng thứ hai ra đảo với ba sự lựa chọn không trùng khớp và cũng tiễn Quang Hùng Master D ra đảo chung cuộc. Đi ơi. Ôi, đảo càng ngày càng đông. Ôi, đảo đông quá. Chúng ta là đảo của chúng dân. Ta là đảo. Và đội trưởng tiếp theo tôi muốn mời lên đây là đội trưởng Anh Tú. Ok. Yes. Anh Tú nhiều khi trúng đó nha. Đội trưởng Anh Tú hồi nãy đã có một lựa chọn không trùng khớp, đó là Eric. Yeah. Bây giờ đội trưởng Anh Tú còn hai lựa chọn nữa. Và hai lựa chọn của đội trưởng Anh Tú là... Đức Phúc và Hải Đăng Đu. Bất ngờ. Trước tiên thì em lựa chọn Đức Phúc bởi vì Đức Phúc có tài chiến lược rất là giỏi và em rất là cần những cái người mà cùng em và cùng team để thống nhất được một cái team mạnh. Ok. Còn Hải Đăng Đu thì em đang thấy là cần một cái màu cho hài hòa giữa ba anh em, ba vocal với nhau, và Hải Đăng Đu sẽ làm tốt cái điều đấy. Ở Last Day 1 và 2 thì Hải Đăng Đu gặp vấn đề về chấn thương tay. Nhưng em vẫn luôn luôn tin Hải Đăng Đu có nhiều khả năng hơn. Và em muốn Hải Đăng Đu chứng minh hơn nữa ở trong Last Day 3. Chân thành. Mở thẻ VIP trực tuyến, nhận áo khoác phiên bản đặc biệt Anh Trai Say Hi. Boncha VO Long Đào mới, ngon đào mong. Anh Trai Say Hi, 20 giờ thứ 7 trên kênh HTV2 V Channel. Xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí VOn.